Có thể bạn chưa biết ở thế giới tương lai 80% con người coi bản thân mình là xúc sinh. Họ từ bỏ toàn bộ tiền bạc và sự tự do, tình nguyện sống nơi ngục tù không chút ánh sáng, không chỉ ăn cơm uống nước phải đúng giờ, mà ngay cả đi vệ sinh cũng phải có người đồng ý mới được đi. Vì ở ngoài kia quỷ quái hoành hành, nhỏ thì là đám yêu tinh lâu nhâu trấn thủ khắp nơi, lớn thì là quái vật cấp trùng cuối có thể hủy diệt cả tòa thành. Đều sẽ thoát khỏi trò chơi mà xông ra ngoài đời thật. Mà những người chơi có giữ lại nhân vật trong game thì sẽ được kế thừa toàn bộ năng lực trong trò chơi. Vì muốn tự bảo vệ mình, rất nhiều người đã cải tạo nhà tù thành trại tị nạn, đồng thời còn lập tổ chức. Nhưng hắn ở kiếp trước là chủ tịch với tài sản nghìn tỷ, nhưng vì bỏ bê game lo cho sự nghiệp nên nhân vật trong game quá gà. Cuối cùng sau mặt thế sống không nổi 3 ngày, nay hắn đã quay về 10 ngày trước khi game ra hiện thực. Hắn hoàn toàn không hề do dự gom hết tài sản, còn thế chấp vay thêm tiền để đập vào trò chơi. Tất cả mọi người còn tưởng hắn điên rồi, tưởng hắn là giàu mà ngu. Nhưng chỉ một mình Bạch Tôn hiểu rõ 10 ngày sau họ sẽ bị vả mặt. Lúc này hắn lại một lần nữa mở ra thế giới trò chơi, thì nhìn thấy một tinh linh nhỏ bay bên đường. Nhưng đừng bị dáng vẻ đáng yêu của cô ta lừa, trong mặt thế tinh linh sẽ bị đổi thành quỷ linh. Thời kỳ sau chúng sẽ mở ra cánh cửa dị thế, bắt đầu mở ra cuộc đồ sát vô nhân tính. Nghĩ đến đó, Bạch Tôn không kìm được mà phẫn nộ. Cứ chờ mà xem, kiếp này hắn nhất định sẽ giết hết sạch tộc quỷ linh. Sau đó hắn liền mở trang cầu nguyện chức nghiệp trong trò chơi ra. Bởi vì cường độ của chức nghiệp ở trong dị thế đại diện cho địa vị cao thấp, cho nên hắn bắt buộc phải rút cả 100 triệu lần mới may ra rút được một phần chức nghiệp cao cấp. Mà sau khi tiêu hết 90 tỷ xu trong game, Bạch Tôn đã thành công rút được chức nghiệp chí cao kiếm thánh. Lúc này hắn lập tức trợn to mắt, tạo hình bá khí này cũng với thanh thuộc tính ban đầu khủng khiếp khiến hắn mừng không chịu nổi. Chỉ là cấp không thôi, đã đẹp ngang với chức nghiệp kiếm tôn ẩn cấp 80 trong tay hắn bây giờ rồi. Sau đó hắn liền chuyển hướng sang hồ kinh nghiệm, đổi lại là lúc trước thì hắn sẽ lựa chọn ra ngoài đánh quái để thăng cấp. Nhưng lúc này rồi còn thăng cấp thủ công nữa thì đúng là ngớ ngẩn. Hắn trực tiếp bỏ 10 tỷ ra để thăng cấp lên cấp 270 cao nhất, đồng thời còn thăng lên thành kiếm thánh chí tôn cửu truyền. Sức chiến đấu kinh khủng như vậy, chỉ cần phối với vũ khí thần thoại là đủ có thể đội trời đạp đất được rồi. Thế là hắn liền nhìn về phía hồ rút thưởng vũ khí. Sau khi hoàn thành lần rút thưởng thứ 200.000, hắn liền nhận được vũ khí cấp thần thoại Trảm Tiên kiếm. Thấy thế, hắn lập tức phối nó với nhân vật kiếm thánh mãn cấp của mình. Thanh chiến lực lập tức tăng lên gấp 100 lần. Lúc này cho dù là người chơi toàn server gom lại thì chắc chiến lực cũng không thể so với hắn. Nhưng hành vi bán tháo tài sản của hắn rất nhanh đã gây ra tranh luận. Oh my god, không lẽ là tận thế sắp tới rồi sao? Sao tỷ phú top 20 toàn cầu lại rớt hạng rồi vậy? Không thể nào, cả đời này cũng không thể nào tận thế được đâu. Tên tỷ phú kia nhất định là đầu óc có vấn đề, nói không chừng còn là tin bịa đặt. Đồng thời cùng lúc đó, rất nhiều người chơi bất ngờ phát hiện rất nhiều bảng xếp hạng trong vòng nửa ngày đã bị cùng một người chiếm vị trí, hơn nữa còn là một cái tên chưa từng xuất hiện. Mọi người đã xem thông báo mới nhất của trò chơi chưa? Có một người chơi thần bí đã nhảy dù xuống chiếm vị trí số 1, bỏ xa người thứ 2 đến 108.000 dặm. Đúng là đặc sắc, ngày nào tôi cũng thức đêm, bây giờ mới hoàn thành được ngũ chuyển cấp 158. Thế giới của người có tiền tôi thật sự không hiểu nổi. Mẹ nó, chức nghiệp hiếm nhất không phải là chức nghiệp ẩn sao? Chức nghiệp chí cao thứ nhất đây sao chưa thấy bao giờ? Lúc này, những cư dân mạng lần lượt bày tỏ suy nghĩ về hắn, thậm chí còn có một lượng lớn phóng viên chặn kín trước nhà hắn. Nhưng mà hắn không thèm quan tâm, chỉ điên cuồng mua đồ. Dù sao thì ngoại trừ cấp bậc cùng trang bị, tinh sủng đồng hành cũng đóng vai trò sức mạnh rất quan trọng. Hắn nhớ là kiếp trước đã có rất nhiều linh sủng chức nghiệp, thậm chí còn có thể đánh ngang hàng với quái vật cấp độ trùm mà không bị đàn áp hoàn toàn. Cho nên tiếp theo, hắn bắt buộc phải có được linh sủng cấp thần thoại cao nhất. Sau đó hắn liền nhìn linh sủng số 1 trên bảng xếp hạng mới chỉ là cấp vàng. Trên mặt hắn không kìm được mà nở nụ cười gian tà. Bởi vì cấp vàng không hề yếu, nghe nói chủ nhân của nó cũng phải tốn mất cả tỷ mới rút chúng được. Thế là hắn liền vung tay đổi lấy mấy 100 lần rút. Thế rồi một tia sáng chói lóa quét qua, chỉ thấy một con sói tiết nuốt trang cấp thần thoại uy mãnh bị hắn rút chúng. Sau khi đọc xong dòng giới thiệu thì càng chấn động hơn. Đây là con sói thần có thể nuốt chửng được sao trong truyền thuyết. Tương truyền đã từng tranh đấu với Bạch Hổ, chỉ hơn 2 chiêu đã bị nuốt chửng vào trong bụng. Thấy thế, hắn lập tức liền nhớ tới kiếp trước đã có một chức nghiệp giả có linh sủng là Bạch Hổ. Là cấp truyền thuyết đấy, quái vật dị thú ở trước mặt nó cứ như là kiến cỏ. Bây giờ thì chuyện về phương diện chiến đấu đã được giải quyết hết rồi. Tiếp theo chính là lập ra tổ chức thuộc về bản thân, rồi chiêu mộ những người chơi khá mạnh ở trong game. Nhưng mà cho dù năng lực không đủ thì hắn cũng sẽ rút ra vài cái tên. Dù sao thì ở chỗ hắn cũng không có phế vật, chỉ tiện tay ném ra 1.000 tỷ là đã đủ cho họ vào top 10 bảng xếp hạng. Thứ mà hắn muốn là họ có cam lòng cúi đầu xưng thần trước hắn hay không thôi. Phải biết rằng trước lúc game tràn ra hiện thực thì Long Quốc tuy đã thành lập cục quản lý người chơi, nhưng sớm đã không thể khống chế nổi những người chơi quá mạnh tạo ra thế lực của riêng mình. Mà sau khi cuộc xâm chiếm diễn ra, con người lại càng sẽ tập kết mấy tổ chức lớn lại bắt đầu phân chia lãnh thổ. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, dù sao thì trùng dị thú rất mạnh, trí tuệ cũng ngang với Einstein. Hơn nữa sau cuộc xâm lược trái đất sẽ giãn nở ra cả 1.000 lần. Khoảng cách giữa các tổ chức khá xa, chuyện chính phủ muốn thống nhất toàn bộ người chơi là chuyện có khả năng cực thấp. Nhưng mà vì muốn độc chiếm uy lực một phương, hắn mới không thể nào bị động gia nhập mấy tổ chức đã thành lập kia được. Hắn phải tự mình lập nên một đội ngũ cường hãn, tạo ra một tổ chức biến thái đến mức dị thú Long Quốc cũng phải cố kỵ 3 phần.
Sau đó hắn liền gọi điện cho thư ký Diệp Thủy Thủy của mình. Lúc hắn báo tháo gia sản thì cô cũng đã nộp đơn từ chức với hắn. Nhưng do năng lực quản lý xuất sắc của cô, hắn quyết định sẽ tặng cô 1000 tỷ để bạt cô lên top 100 trong game. Rất nhanh sau đó, Diệp Thủy Thủy đã lái xe đến. Cô vốn tưởng hắn gọi mình đến là để bàn giao công việc, nhưng lời tiếp theo của hắn lại khiến cô kinh hãi. "Tiểu Diệp, cô không cần từ chức nữa, tôi vẫn cần cô quản lý tổ chức cho tôi. Bây giờ cô lập tức tải cho tôi về máy trò chơi tên là Dị Độ Không Gian. Thời gian này cô không cần làm gì hết, chỉ chơi cho tôi là được. Lương tháng 100 triệu sẽ gửi cô đều đặn." Diệp Thủy Thủy không hiểu cái gì ra cái gì hết. Cô rất tò mò rốt cuộc trò chơi này có gì hấp dẫn mà có thể khiến một tỷ phú bán hết tài sản để đổ vào. Mà sau khi cô tải về, đăng ký rồi vào trong trò chơi, liền kinh ngạc hô lên một tiếng. Chỉ nghe hệ thống nhắc nhở: "Người chơi Diệp Thủy Thủy tôn quý, bạn vừa nạp vào 1000 tỷ đổi xu, xin mời nhận. Ông chủ, anh muốn bao dưỡng tôi hay gì đây? Tuy rằng tôi trước lồi sau vểnh, chưa kết hôn mang theo hai đứa con, nhưng thật ra anh không cần phải thương cảm với tôi vẫn có thể tự chăm sóc tốt cho mình." Bạch Tôn lại cười nhạt: "Cô đừng có suy nghĩ lệch lạc, đây là dùng vào trò chơi cho cô. Bất kể thế nào thì trong vòng 9 ngày cũng phải luyện lên top 100 toàn server cho tôi. Nếu như không đủ tiền thì cứ lấy chỗ tôi." Tư duy của Diệp Thủy Thủy lúc này đã rối nùi, nạp 1000 tỷ cho game có nằm mơ cô cũng không dám làm vậy. Tuy rằng đúng là ông chủ có tiền, nhưng cũng quá là không coi tiền ra gì rồi đó. Nhưng mà cô cũng không muốn trái lệnh Bạch Tôn, cho dù lúc này đang cực kỳ mê mang, Diệp Thủy Thủy vẫn cứ gật đầu đồng ý, chờ đến lúc chuyện cần giao cuối cùng cũng không có vấn đề gì hết. Hắn liền ra lệnh tiễn khách, sau đó hắn liền mở hệ thống lập tổ chức ra, lập tức bỏ ra 1 tỷ xu để quảng bá tổ chức lên thành trì Bão Tố. Nghe nói nơi đó bị bão hoành hành quanh năm, còn là nơi đặt chân của thần Bão Tố, hơn nữa linh hồn của y lại còn trở thành thần bảo vệ của thành trì. Sau khi xong việc, Bạch Tôn mở diễn đàn game ra, đăng một bài chiêu mộ: "Ta chính là kiếm tôn xếp hạng nhất toàn server, ta vừa đã thành lập một tổ chức cấp thần thoại tên là Mộng Ma. Nếu như muốn đi theo hắn trở nên mạnh hơn thì có thể gia nhập." Tiếp đến hắn sẽ tìm ra người chơi đạt chuẩn, mà đến cuối hắn còn sử dụng 3 lần loa thông báo: "Tiền ở chỗ này của tôi hoàn toàn không có vấn đề gì hết." Kết quả là vừa mới đăng lên chưa được 3 tiếng, hòm thư của hắn đã nổ tung luôn, nhưng mà phần lớn có vẻ đều đang thảo luận về việc hắn là thần thánh phương nào. Hắn lướt qua mấy tin tức vô dụng rồi, chọn ra 100 người chơi cũng coi như đạt chuẩn để gia nhập. Sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Thủy Thủy. Sau khi biết trình độ trong trò chơi của cô đã tiến lên top 100, hắn vô cùng hài lòng về thái độ nghiêm túc đó của cô. Sau khi chọn tài khoản của cô lên làm phó chủ tịch, hắn liền chuyển khoản cho Diệp Thủy Thủy 10.000 tỷ, chuyển cho 100 người chơi trước mắt trong tổ chức mỗi người 30 tỷ nữa. Dặn kỹ bọn họ không được nuốt riêng, phải nạp hết vào trong game. Nhìn thẻ ngân hàng dư thêm cả chục nghìn tỷ, Diệp Thủy Thủy đần cả mặt ra, thắc mắc trong đầu là ông chủ mình phá ra chi tử như vậy từ bao giờ. Nhưng cô cũng không hỏi thêm gì cả, dù sao thì người ta cũng là chủ doanh nghiệp lớn, chắc là có con đường đầu tư mới gì đó. Mà lúc chỉ còn cách tận thế có 6 ngày, chuyện tiếp theo Bạch Tôn cần làm chính là tạo ra một cái kho lạnh thật lớn, chất một đống thực phẩm 2 năm rưỡi cũng chưa ăn hết vào. Nhưng mà mấy thứ như thịt thì không cần quá nhiều, kiếp trước hắn đã từng ăn thịt dị thú, hương vị đó phải nói là ngon như ở nhà hàng Michelin. Sau khi tin tức về việc hắn chiếm vị trí top 1 của game chiếm lĩnh trên mạng vài ngày, lượng tải game về lại một lần nữa bùng nổ. Một số người chơi có tiền lại càng tiêu tiền phóng khoáng, muốn xem rốt cuộc là làm sao mà hắn lại điên cuồng như vậy. Rất nhanh đã tới 12 tiếng cuối cùng trước tận thế. Bạch Tôn lập tức gọi thư ký Diệp Thủy Thủy vào, ra lệnh cho cô là đến 12 giờ đêm nay không được rời khỏi biệt thự của hắn. Chờ tới lúc cô đến, hắn liền hỏi đến cuối cùng tổ chức còn lại bao nhiêu người. Diệp Thủy Thủy nói là vẫn còn 80 người, có 20 người nhận được tiền xong thì block cô luôn ôm tiền chạy rồi. Bạch Tôn nghe xong cũng không hề phẫn nộ, ngược lại còn thập phần mừng rỡ, bởi vì sau khi bỏ số tiền đó ra xong, hắn cho rằng có thể có được 10 thành viên trung thành đã là không tệ rồi. Con số 80 người này quá là bất ngờ luôn. Sau đó hắn liền bảo Diệp Thủy Thủy mở tài khoản game của cô ra. Quả nhiên là giống như hắn dự đoán, cô ấy vẫn tiết kiệm như đó giờ, trong túi còn 20 triệu xu chưa dùng đến. Thấy thế, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ, bảo cô nhanh tiếp tục rút trang bị và sủng vật đi. Thời gian đã đến 23 giờ 58 phút rồi. Thời khắc dị độ không gian tiến vào hiện thực sắp đến. Bạch Tôn mở diễn đàn game ra để xem thông báo của hệ thống. Theo như ký ức kiếp trước, hắn biết rõ, 2 phút trước thời khắc đó hệ thống sẽ đăng một thông báo, cũng chính là mở đầu chính thức cho việc thế giới game tiến ra đời thực. Sau khi Diệp Thủy Thủy nhìn thấy xong thì lập tức bị đóng băng. Chuyện quái gì vậy, trò chơi này thông báo ngừng hoạt động. Nhưng mà chuyện kinh ngạc hơn chính là ở đoạn sau, thế giới trò chơi sẽ hòa vào với thế giới hiện thực lúc 12 giờ. Mọi người sẽ được kế thừa lại toàn bộ những gì mà nhân vật trong game sở hữu. Đồng thời, quái vật trong game cũng sẽ bước ra thế giới thật. Lúc trò chơi bước ra hiện thực, một thời đại mới sẽ bắt đầu. Chúc những người chơi thân mến gặp may mắn nhé. Diễn đàn game lập tức bùng nổ luôn, có người chửi công ty game bắt hoàn tiền, có người thì mong chờ thế giới mới, thậm chí còn có người cho rằng bọn họ đang nói đùa, cho rằng một phút nữa họ sẽ đăng thông cáo xin lỗi, sau đó tặng cho người chơi một khoản xu lớn bồi thường. Tất cả đồng hồ trên khắp thế giới đều xoay cùng một nhịp. Trên bầu trời bỗng xuất hiện mặt trăng màu đỏ, ngay sau đó đại não của mọi người đều xuất hiện hiện tượng bất tỉnh, đồng thời còn đau đến mức muốn nổ tung, cũng có nghĩa là trò chơi đã chính thức xâm nhập rồi. Cũng là lúc các dữ liệu trong game đang tiến hành phản hồi.
Chỉ cần vượt qua cơn đau đớn này, thì người chơi sẽ được nhận toàn bộ sức mạnh trong game. Lúc này, Diệp Thủy Thủy ngã xuống đất kêu lên đau đớn. Cơn đau đó duy trì khoảng 40 giây rồi mới kết thúc. Chờ đến lúc Bạch Tôn mở mắt ra lần nữa, thì đã thấy một màn hình hệ thống hiện ra trước mắt. Người chơi Bạch Tôn, chức nghiệp là Ngũ Hành Kiếm Thành Tam Truyền, cấp độ 90. Lúc này, tầm mắt của hắn sau khi lướt qua ba kỹ năng đạt đỉnh phía trước, dừng lại ở hạng mục cuối cùng. Kỹ năng được chia làm trắng xám, xanh ngọc, băng lam, tím biếc, hắc diệu, đỏ thẫm, vàng kim. Tất cả là 7 cấp độ lớn. Tuy rằng cấp độ kỹ năng sau khi chuyển thế sẽ được cố định, không thể tăng lên được nữa, nhưng lại có thể dùng sách kỹ năng để thu được kỹ năng mới. Điều kiện là phải phù hợp với chức nghiệp. Sách kỹ năng thông thường còn có thể mua được, còn cấp độ từ hắc diệu trở về sau thì phải dựa vào bí cảnh mới nhận được, thậm chí còn phải là bí cảnh của trùng cấp cao mới được. May mà chức nghiệp của hắn là cấp chí cao, kỹ năng best nhất cũng là hắc diệu rồi. Chỉ dựa vào điểm này đã đủ có thể áp đảo các người chơi cùng trong tam truyền, thậm chí còn bỏ xa vòng cao hơn của các chức nghiệp khác được. Lúc hắn đang ngâm cứu thông tin của kỹ năng thì phía đối diện sofa bỗng có tiếng hô lên, chỉ thấy Diệp Thủy Thủy kinh ngạc ra mặt. Sếp, anh nhìn này. Bạch Tôn tất nhiên là hiểu rõ, cô muốn hắn nhìn xem màn hình thuộc tính vừa mới xuất hiện. Nhưng thứ đó được buộc chặt với cá nhân, người khác không thể nào nhìn thấy được. Nhưng mà cũng có ngoại lệ, có một số chức nghiệp ẩn có kỹ năng đặc biệt, có thể nhìn lén màn hình thuộc tính của người khác. Sau đó, hắn liền trịnh trọng nói với Diệp Thủy Thủy. Cô bình tĩnh lại trước đã, thông báo chính thức của công ty game vừa rồi đã cho cô biết tất cả rồi. Trò chơi này đã bước ra thế giới thật, đồng thời cùng lúc đó, khắp nơi trên thế giới đều đang mắng chửi điên cuồng. Chỉ trong một đêm mà toàn dân đã chuyển nghề, trật tự thế giới hoàn toàn bị đảo lộn, có người tâm lý đen tối. Sau một thời gian ngắn tiếp nhận việc trò chơi bước ra hiện thực, là đã mặc sức sử dụng năng lực chức nghiệp đi khắp nơi giết người cướp của, tự do giải phóng bộ mặt đen tối bên trong mình. Để đối phó với tình huống này, an ninh quân đội ở khắp nơi lần lượt huy động toàn bộ lực lượng ra phố xử lý những thành phần phản xã hội này, gặp kẻ gây rối thì lập tức bắn luôn. Thế nhưng có một số kẻ có năng lực quá mạnh, chỉ dựa vào súng lục thông thường thì hoàn toàn không có tác dụng, trừ phi sử dụng năng lực của người có chức nghiệp tương đương thì mới may ra. Thế là các nhà nước lập tức hạ lệnh, phàm là sĩ quan nào chơi game đã trở thành chức nghiệp gia thì sẽ thành lập một tổ hành động, ba người một nhóm đi đến khắp nơi chi viện. Cùng lúc đó, sau khi Bạch Tôn giải thích xong cho Diệp Thủy Thủy về tình hình hiện tại, cuối cùng Diệp Thủy Thủy cũng chấp nhận sự thật. Vậy thì sếp ơi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Bạch Tôn trấn an cô, đừng lo lắng, bây giờ chỉ đang là làn sóng phản ứng đầu tiên, mà hai chúng ta đã là chức nghiệp tam truyền cấp 90 rồi. Ở Long Quốc này cơ bản vẫn chưa có ai mạnh hơn chúng ta. Mà Diệp Thủy Thủy nhờ có sự hỗ trợ về tiền của Bạch Tôn, thành công kế thừa được chức nghiệp cấp 90 tam truyền. Trước mắt đang là hạng 2 toàn server, thật ra cũng đã trở thành sự tồn tại cực kỳ đáng sợ rồi. Bạch Tôn dám nói rằng trong giai đoạn này không ai có thể địch lại hai người họ. Chỉ thấy hắn lộ ra nụ cười gian tà, bởi vì sau khi trò chơi xâm nhập hiện thực, ngoại trừ xuất hiện các thế lực mới, thì diện tích của trái đất cũng nở to, đồng thời đủ loại bí cảnh sẽ xuất hiện trong những khu vực tăng thêm đó. Lúc này, Diệp Thủy Thủy khó hiểu hỏi, vậy thì những kỹ năng của chúng ta phải làm sao mới dùng được hả sếp? Bạch Tôn không hề đáp lời, chỉ đi ra ngoài cửa, đi theo tôi. Rất nhanh sau đó, họ đã đi đến một vùng núi. Từ lúc game bắt đầu xâm nhập, thì làn sóng dị thú đầu tiên rất nhanh sẽ đột phá bí cảnh đánh vào vùng của con người. Nếu như không có hành động ngăn chặn trước, mặc cho dị thú và trùm dị thú đánh cho không kịp trở tay, thì trong thành sẽ bị đánh cho thành đống phế tích mất. Đến lúc đó thì xây dựng lại cũng là một bài toán khó. Dù sao thì hắn cũng chuẩn bị đặt căn cứ của tổ chức tại nơi ở, tuyệt đối không thể để dị thú phá hoại được. Đúng lúc này, ở phía núi cao cách đó không xa bỗng nổi sương mù dày đặc. Bạch Tôn dặn Diệp Thủy Thủy chuẩn bị sẵn sàng, làn sóng dị thú sắp sửa tập kích. Diệp Thủy Thủy nghe xong thì vội vội vàng vàng lấy ra vũ khí sơ cấp, bởi vì thời gian đầu này họ chỉ mới nhận được một phần năng lực. Vũ khí trang bị sủng vật tốt đều ở phía sau cả, nhưng mà hệ thống vẫn rất chu đáo. Một vũ khí chức nghiệp cấp trắng xám cơ bản nhất đã đủ có thể giúp họ vượt qua làn sóng đầu tiên này. Sau đó Bạch Tôn cũng gọi ra một thanh kiếm dài trắng xám được trò chơi tặng, mặt đầy ghét bỏ. Tuy rằng làn sóng dị thú đầu tiên rất yếu, nhưng mà theo như hắn thấy thì thanh kiếm này chắc chưa chém được mấy con đã gãy ra rồi. Sau đó hắn dứt khoát vứt kiếm, ngay sau đó thì vận sức mạnh dùng nắm đấm và ngón tay làm vũ khí. Mà một giây sau đó, dưới đất bỗng rung chuyển dữ dội, trên thực tế là làn sóng dị thú đang từ phía xa kéo tới. Nhưng Diệp Thủy Thủy vừa mới chuyển chức đã phải lập tức thực chiến, bây giờ cô vẫn đang rất lóng ngóng. Thấy đàn dị thú ngày càng tới gần, cô cùng ngày càng thấy hoảng. Thế nhưng còn chưa chờ đám dị thú đến gần hơn, thì Bạch Tôn đã phóng đòn công kích về phía chúng. Diệp Thủy Thủy nhìn mà ngơ mặt, cô thực sự không ngờ là hắn lại chủ động tấn công. Bạch Tôn lúc này đang điên cuồng sát phạt đám dị thú yếu như gà này. Sau đó, những nguyên tố như băng hỏa điện các thứ nhanh chóng mở ra giữa đàn dị thú. Từng nhát kiếm khí nối tiếp nhau không ngừng quét sạch. Diệp Thủy Thủy nghe từng tiếng kêu gào vang lên. Nếu như cô đoán không nhầm, thì những tiếng kêu gào đó đến từ đàn dị thú. Sếp cô đang đồ sát chúng, mà cô lại không hề có tác dụng gì. Tại sao sếp cô lại giỏi như vậy? Tuy rằng vùng núi này rất hoang vu, nhưng mà vẫn có người sinh sống. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng Bạch Tôn đối kháng với đàn dị thú, bọn họ lập tức ghi hình lại đăng lên mạng. Chưa đến 2 phút sau, đoạn video đã lên đến gần 100 triệu lượt xem, đặc biệt là trên hai nền tảng T và F nào đó có rất nhiều lời mắng chửi. Đây là cái quái gì vậy? Xem ra thứ từ game bước ra hiện thực không chỉ có chức nghiệp giả, mà còn có quái vật nữa.
Nhưng mà càng xem đến đoạn sau video, lại càng có nhiều thi thể chất thành đống. Má ơi, đúng là ghê gớm, một mình mà chặn được nhiều quái vật như vậy. Không phải là Bạch Tôn top 1 đấy chứ? Đừng có chắc chắn như vậy, cho dù Bạch Tôn có mạnh thế nào, ở giai đoạn đầu này mà có thể một mình đánh lại nhiều dị thú như vậy thật sự là không thực tế. Tôi đoán chắc là có người ngoài hành tinh đến giúp chúng ta. Lúc này, Bạch Tôn đã quét sạch quái vật xong đi về nhà. Đọc xong bình luận thì thật sự cạn lời, nhưng mà thôi, hắn bây giờ chỉ muốn chờ nhận hết trang bị, dù sao thì chỉ có đám dị thú vừa rồi, gom lại cũng đủ hai người hắn ăn 2 năm rưỡi. Thế rồi hắn hỏi Diệp Thủy Thủy, bây giờ cô ở cấp mấy rồi? Sau khi nghe thấy cô không tăng cấp nào, hắn liền không nói gì nhiều, chắc là lần đầu tiên nên bị dọa cho cứng người không làm gì được. Bây giờ tôi đã cấp 95 rồi, đi ngủ sớm đi, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi đánh bí cảnh để thăng cấp là được. Bởi vì như vậy không những nhận được kinh nghiệm, mà còn nhận được đủ loại đạo cụ vũ khí, dù sao thì giai đoạn đầu này chỉ mới kế thừa được 30% cấp độ cùng chức nghiệp. Mấy thứ còn lại như sủng vật vũ khí căn cứ tổ chức, đều phải chờ đến thời gian sau mới xuất hiện, cho nên bây giờ hắn bắt buộc phải đánh bản đồ phụ cho sớm. Nhận được một ít vũ khí khá đáng tin trước, cùng với đạo cụ bổ trợ khá thực tế như nhẫn không gian. Đồng thời còn có một chuyện quan trọng nhất, đó là dẫn theo Diệp Thủy Thủy càn quét các bí cảnh để nâng cao năng lực thực chiến.